Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện Tam Đường đã có nhiều người dân ở các tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc lên thuê đất của người dân địa phương để trồng hoa. Đến nay, trên địa bàn huyện đã phát triển 63,4 hectare cây hoa, chủ yếu là hoa hồng theo hình thức chuyển đổi đất lúa một vụ tại một số xã như Sang Ma, Hồ Thầu, thị trấn Tam Đường. Thực tế canh tác cho thấy, lượng phân bón sử dụng trong sản xuất hoa hồng, đặc biệt là phân hữu cơ, chưa được ủ hoại. Thuốc bảo vệ thực vật phun định kỳ cao hơn nhiều lần so với các cây trồng khác, dẫn tới nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành 2 văn bản để chỉ đạo tạm dừng phát triển, mở rộng diện tích cây hoa, đặc biệt là trồng hoa hồng trên địa bàn huyện. Trong thời gian qua thì có một số hộ gia đình trên địa bàn của một số xã đã tự ý mở rộng thêm diện tích trồng hoa hồng trên địa bàn. Để trước cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các xã để tổ thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời phát hiện những cái hộ đó, để có những cái bước ban đầu là tuyên truyền vận động cầu đó là tạm dừng cái việc trồng đó lại, và cùng với đó là vấn đề để hoàn trả lại cái mặt bằng cũng như hiện trạng sử dụng đất trước khi làm. Để trên cơ sở những cái thì sau khi mà tuyên truyền vận động đó ấy, thì các hộ nếu mà các hộ mà không chấp hành thì sẽ cũng hướng dẫn các xã để hoàn thiện cái hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Theo biên bản ngày 6 tháng 5 năm 2024 của tổ công tác Ủy ban Nhân dân xã Sang Ma, vườn hồng của ông Đặng Duy Nghị, trú tại bản Phìn Trải, xã Sang Ma, huyện Tam Đường, đang canh tác. Ngoài diện tích trồng hoa cũ, ông Duy Nghị đang thực hiện mở rộng diện tích trồng mới khoảng 0,4 hectare. Do vậy, tổ công tác đã đề nghị ông Đặng Duy Nghị tạm dừng hoạt động mở rộng diện tích trồng mới hoa hồng và cung cấp các hồ sơ giấy tờ liên quan như hợp đồng thuê đất, đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho Ủy ban Nhân dân xã Sang Ma. Đối với các hộ mà hiện nay mà nói chung là từ khi gọi là có văn bản của tỉnh, của huyện và gọi là tạm dừng cái mở rộng diện tích trồng hoa, thì đối với các hộ này, ví dụ các hộ mà trong cuối năm 2023 ấy, thì chúng tôi cũng đã làm thực hiện các bước. Thứ nhất là lập biên bản làm việc, thứ hai là lập biên bản xử lý hành chính, đang trình về huyện để xin ý kiến các cơ quan chuyên môn, rồi sau đó là sẽ trình với cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Còn những cái hộ mới phát sinh đây thì ngoài cái hộ hôm nay mới phát hiện ra thì 4 hộ còn lại đây là chúng tôi đã có cái biên bản và thực hiện các bước. Tuy nhiên đây đang có một số cái vướng mắc, đây là theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay về xử lý vấn đề đất thì một số diện tích trồng hoa của các hộ hiện nay là nó không phải là đất trồng lúa nước mà là diện tích đất trồng cây hàng năm khác, cho nên là đang mắc một số cái trong các bước triển khai thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian thuê đất và trồng hoa hồng trên đất của người dân địa phương đã cho thấy được hiệu quả kinh tế cho người dân huyện Tam Đường. Tuy nhiên, đối với nhiều hộ dân ở đây đã nhận thức được mối nguy hại của việc cho người dân vùng khác đến trồng hoa hồng trên đất của mình. Sau đó mặc dù có thêm thu nhập, nhưng đã có nhiều hộ dân từ chối và không gia hạn hợp đồng cho thuê đất với những hộ trồng hoa hồng nữa. Diện tích mà cho thuê trồng cây hồng ấy thì cây hồng là rất là độc hại, bởi vì là có thuốc bảo vệ thực vật, xong là sau này nó ảnh hưởng đến đất, với lại là cũng ảnh hưởng tài nguyên môi trường. Để nay thì tôi kể cả diện tích đất cũng nhiều nhưng mà cũng không muốn để phát triển cây hồng thêm. Việc chuyển đổi cây trồng từ không hiệu quả sang cây trồng có hiệu quả kinh tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế cho người dân. Nhưng phát triển và mở rộng những giống cây cần lựa chọn các loại cây trồng không ảnh hưởng tới môi trường sống, hoặc phải có những biện pháp để ngăn chặn mối nguy hại tới con người và thảm thực vật xung quanh. Việc phát triển cây trồng giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và không phụ thuộc vào việc cho thuê đất hay là làm kinh tế chộp giật, sẽ dẫn tới việc bị mất dần đất nông nghiệp cho những người dân nơi khác, và cũng là một vấn đề mà huyện và tỉnh cần quan tâm hỗ trợ tuyên truyền cho người dân.